Bella Mai thân thiết với con trai Nhật Kim Anh. Diễn viên Bella Mai vui đùa với bé Bửu Long, con trai doanh nhân Bửu Lộc và vợ cũ, diễn viên Nhật Kim Anh, trong chuyến du lịch Hồ Trị An. Lần đầu đăng ảnh vui đùa bên con của bạn trai, Bella Mai chú thích: nắng vừa đủ, gió vừa đủ bình yên. Nữ diễn viên cho biết cô cùng bạn trai đưa bé Bửu Long đi chơi, thuê lều trại bên Hồ Trị An, Đồng Nai và có chuyên nghỉ dưỡng đáng nhớ tại đây. Theo Bella Mai, khu cắm trại rợp bóng cây, có không khí trong lành, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, phù hợp đi nghỉ cuối tuần. Nữ diễn viên cùng bạn trai tận hưởng buổi sáng mát lành bên khu cắm trại. Bella Mai và doanh nhân Bửu Lộc hẹn hò, tìm hiểu từ lâu nhưng đến giữa năm 2023 mới công khai với công chúng. Từ ngày yêu Bella Mai, doanh nhân Bửu Lộc thường xuyên đưa cô đi du lịch cùng con trai Bửu Long. Nữ diễn viên Mặn Hơn Muối thân thiết với con trai của người yêu, sẵn sàng tham gia nhiều trò chơi khác nhau cùng bé. Bửu Long là kết quả từ cuộc hôn nhân đầu tiên của doanh nhân Bửu Lộc và diễn viên Nhật Kim Anh. Sau khi bố mẹ chia tay, cậu nhóc ở Cần Thơ cùng bố và gia đình nội. Nhật Kim Anh thường về thăm con mỗi cuối tuần. Bé Bửu Long được khen bụ bẫm, đáng yêu, ngoại hình giống hệt bố. Nhật Kim Anh cũng từng nói con ngoan ngoãn. Tình cảm. Doanh nhân Bửu Lộc và Bella Mai tại quê nhà của nữ diễn viên ở Quảng Trị hồi Tết Nguyên Đán. Nói về chuyện tình của mình, Bella Mai cho biết: thực sự tôi đang trong một mối quan hệ hẹn hò, tìm hiểu và đã nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài. Bella Mai tên thật Mai Thị Hồng Dung, sinh năm 1993. Năm 2017, cô đoạt Á hậu một cùng giải thưởng phụ tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn Vũ 2017. Trước đó, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 và vào top 3 thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Bella Mai tốt nghiệp trường sân khấu, điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, cô từng tham gia phim Mùa Vải Hương năm ấy, Mặn Hơn Muối, Nếu Còn Có Ngày Mai và các phim điện ảnh như Đích Tôn Độc Đắc Quán. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.